Xin chào thầy và các bạn, em tên là Huỳnh Nhật Thiện, học lớp IFK46. Hôm nay em sẽ trình bày về nhiễm sắc thể Y và có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai của đàn ông. Đầu tiên chúng ta sẽ đi sơ lược, tìm hiểu về nguồn gốc và vai trò của nhiễm sắc thể Y. Chúng ta cũng đã biết những thành tựu về di truyền học và sinh học phân tử đã cung cấp phương tiện hàng đầu cho nghiên cứu tiến hóa của loài người, cũng như tiến hóa của sinh giới nói chung. Theo dõi các biến dị trong bộ mã di truyền cho phép xác định sự tiến hóa và phát tán các quần thể người. Trong số đó thì nghiên cứu các vùng mã di truyền sau đây có ứng dụng đặc biệt như là nghiên cứu về sơ đồ đường phát tán loài người theo các nhóm đơn bội mtDNA theo dòng mẹ. Và chúng ta có thể thấy phần màu trắng là phần đất liền vào thời kỳ băng hà, nay đã bị chìm dưới đáy biển. Và sơ đồ thứ hai là sơ đồ đường phát tán loài người theo các nhóm đơn bội eDNA theo dòng 4. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đi sơ lược về cấu trúc của các nhiễm sắc thể giới tính. Gen X chứa khoảng 900 gen làm đủ loại công việc liên quan đến giới tính, nhưng gen Y chứa ít gen, khoảng 55 và rất nhiều. DNA không mã hóa, nhưng chúng có sức mạnh rất lớn vì nó chứa một gen cực kỳ quan trọng, giúp khởi động sự phát triển của nam giới trong phôi thai. Gen giới tính này được xác định là SRI mà đảm bảo em bé phát triển như một cậu bé bình thường. Và các nhà nghiên cứu đã đặt ra một câu hỏi, liệu nhiễm sắc thể Y có thể biến mất hay không? Điều này được giải thích là do trong cặp nhiễm sắc thể giới tính nói riêng, ở người có hai loại là XX và XY, trong đó XX là cặp nhiễm sắc thể được tạo thành từ hai nhiễm sắc thể tương đồng. Giữa hai nhiễm sắc thể này sẽ diễn ra sự trao đổi chéo và điều này sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm sắc thể X bị thoái hóa. Tuy nhiên, cặp XY lại không hoạt động như vậy. Giữa XY vẫn có sự giao thoa nhưng chỉ ở các miền đồng dạng. Điều này dẫn đến việc các gen trong nhiễm sắc thể Y thường được di truyền liên tục từ cha sang con và theo thời gian sẽ gây thoái hóa. Như vậy, giả thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai của đàn ông? Sự biến mất sắp xảy ra của nhiễm sắc thể Y của con người đã gợi ra suy đoán về tương lai của chúng ta. Để sinh sản, chúng ta cần tinh trùng và chúng ta cần đàn ông. Liệu rằng sự kết thúc của nhiễm sắc thể Y có phải là báo trước cho sự diệt vong của loài người hay không? Phát hiện mới ủng hộ một khả năng thay thế, đó là con người có thể tiến hóa một gen xác định giới tính mới và chúng ta đang trên con đường để tìm hiểu gen đó chính xác là gen gì. Tóm lại, sự kết thúc của nhiễm sắc thể Y không phải là báo trước cho sự diệt vong của loài người, mà thay vào đó con người có thể tiến hóa một gen xác định giới tính hoàn toàn mới. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.